Các bạn thân mến, trên mạng xã hội YouTube xuất hiện một video của người Indonesia với tiêu đề Hóa ra Việt Nam là nước ASEAN duy nhất dám chống Trung Quốc. Cụ thể như thế nào? Chúng ta cùng nhau tóm tắt qua nội dung mà video này đã đề cập nhé! Vùng Biển Đông phong phú tài nguyên và đã trở thành một địa điểm căng thẳng mới giữa Trung Quốc và các nước láng giềng ở châu Á. Bắc Kinh đưa ra yêu sách hầu hết các vùng Biển Đông là của Trung Quốc, kéo dài khoảng 1.000 dặm từ bờ biển phía nam của họ, và Trung Quốc đã triển khai tàu khảo sát của chính phủ và thuyền của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc trên Biển Đông. Trước sức ép của Trung Quốc giữa các nước ASEAN, Hà Nội lớn tiếng nhất về sự phản đối của mình chống lại các yêu sách và hoạt động của Bắc Kinh. Tiếp theo là Manila, 8 thành viên ASEAN còn lại, chủ yếu vẫn còn thực hiện các hành động im lặng khi họ đưa ra nhiều tuyên bố bình luận tập trung vào tầm quan trọng của việc tránh xung đột và duy trì ổn định khu vực. Các nhà phân tích tin rằng các nước ASEAN sẽ không công khai đối đầu với Trung Quốc để tránh khỏi lo lắng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ thương mại và đầu tư, đặc biệt là giữa thời kỳ suy thoái kinh tế gây ra bởi một đại dịch. Một chuyên gia địa chính trị châu Á-Thái Bình Dương nói rằng các nước ASEAN có xu hướng duy trì tính toàn vẹn của họ mà không đốt cháy quan hệ với Bắc Kinh. Tuy nhiên, Việt Nam quyết đụng độ với Bắc Kinh đã phản ánh mối quan hệ phức tạp giữa hai quốc gia. Mặc dù nỗ lực chung tăng cường thương mại song phương nhưng không làm giảm tuyên bố về chủ quyền. Việt Nam công khai phản đối lệnh cấm đánh bắt cá vào mùa hè hàng năm mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố trên Biển Đông, trong đó có vùng thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam kể từ khi lệnh cấm này được giới thiệu vào năm 1999. Việt Nam khuyến khích ngư dân của mình bám biển và thực hiện các hoạt động đánh bắt cá tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Mặc dù nhận thức được những rủi ro của hành động trừng phạt trong hoạt động thương mại với Trung Quốc, nhưng Việt Nam vẫn thực hiện các hành động chống lại Trung Quốc. Việt Nam muốn bảo vệ chủ quyền của mình hơn là lo lắng về việc kích động sự thù địch. Việt Nam không thể dung thứ việc quốc gia khổng lồ láng giềng có thể áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trong vùng biển chủ quyền của mình. Điều này là trái phép và xâm phạm các vùng biển của Việt Nam được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế, theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Philippines ủng hộ Việt Nam sau khi con tàu ngư dân của Philippines cũng bị đánh chìm. Manila đệ trình một đơn kiện lên tòa án quốc tế nhằm chống lại yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông sau khi tàu hải quân Trung Quốc chĩa súng radar vào tàu hải quân Philippines. Giáo sư tại Đại học Philippines thừa nhận Manila đã tuyên bố lập trường mạnh hơn về vấn đề Biển Đông. Còn về Indonesia, yêu sách đường 9 đoạn phi pháp do Trung Quốc đơn phương vẽ ra trên Biển Đông trồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia xung quanh quần đảo Natuna. Indonesia khá dè dặt và chỉ kêu gọi tất cả các bên tham gia từ bỏ tất cả các hành động có khả năng làm xói mòn tình cảm lẫn nhau và nâng cao sự căng thẳng trong vùng biển tranh chấp. Đó là nội dung của video này. Việt Nam đã nhiều lần phản đối các lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên thì Trung Quốc vẫn mặt dày đưa ra những tuyên bố đơn phương vô lý trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Chỉ có người Trung Quốc tự mãn với sự bành trướng vô đạo đức của mình, còn nhân dân cả thế giới đều thấy được sự ngang ngược của Trung Quốc như thế nào. Và chỉ có Việt Nam tại ASEAN dám đối đầu với Trung Quốc và cứng rắn trong vấn đề chủ quyền. Chúng ta cùng nhau xem netizen Indonesia đã nói gì sau khi xem được video này nhé! Con hổ châu Á Indonesia đang bị thuần hóa vì những khoản nợ với Trung Quốc. Indonesia đang đau đầu với dự án đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung ở Walimi, tỉnh Tây Java, vốn được khởi công vào năm 2015. Dự án này được tài trợ từ khoản vay 4,5 tỷ USD của Trung Quốc, là một phần của sáng kiến cơ sở hạ tầng một vành đai, một con đường BRI của Bắc Kinh. BRI đã khiến Indonesia phải gánh nợ lớn. Trung Quốc đã cam kết viện trợ tài chính 34,9 tỷ USD cho Indonesia từ năm 2000 đến năm 2017 dưới dạng viện trợ phát triển chính thức ODA hoặc các dòng viện trợ chính thức khác OOF. Theo các nhà nghiên cứu, Indonesia hiện đang nợ Trung Quốc 4,95 tỷ USD và 17,28 tỷ USD khác mà họ gọi là nợ công mẩn, tức là các nguồn vốn do các công ty nhà nước hoặc các tổ chức chính phủ khác gánh chịu mà không có bảo lãnh của chính phủ. Điều đó có nghĩa là 78% khoản nợ của Indonesia nằm ngoài sổ sách của chính phủ. Tình trạng này được mô tả là quả bom hẹn giờ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế trong tương lai của đất nước Indonesia. Tại sao Việt Nam dũng cảm? Vì Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền, có lẽ nó không có nhiều nợ nần với Trung Quốc. Nhưng với Indonesia thì chỉ biết im lặng vì số nợ quá nhiều. Nếu chúng ta dám chống lại Trung Quốc, chúng ta phải nghĩ sẽ trả nợ bằng gì trước. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc chiến đấu anh dũng, đoàn kết, vĩ đại, có chủ quyền độc lập, điểm tốt này có thể lấy làm gương. Vì Việt Nam là nước nhỏ
nhưng có quan niệm quốc phòng như nước lớn, và Indonesia ngược lại với Việt Nam. Việt Nam tự tin với tên lửa hành trình hợp tác Việt-Nga chế tạo, và hiện nay Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển những biến thể của riêng mình. Vì Việt Nam biết chiến tranh trong tương lai sẽ là chiến tranh tầm xa, nên tên lửa hành trình chính là câu trả lời cho mối đe dọa của cuộc chiến trong tương lai. Nếu Việt Nam không thường xuyên bị ức hiếp bởi các mối đe dọa tên lửa từ các nước xâm lược, thì Việt Nam cũng phải dũng cảm hành động chống lại các nước khác bằng thiết bị phòng thủ của mình. Cụ thể là tên lửa hành trình có thể vươn tới các nước đe dọa. Khái niệm về chiến tranh trong tương lai phải trở thành một ngành công nghiệp quân sự trong nước. Đừng để Indonesia, một nước lớn, có khái niệm quốc phòng như một nước nhỏ, hãy nghĩ về nó. Lòng dũng cảm và bản lĩnh vững vàng của Hải quân Việt Nam trước Hải quân Trung Quốc phải được Hải quân Indonesia noi gương để chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Hải quân Trung Quốc. Việt Nam đánh bại người Hán, người Mông Cổ và người Mỹ, điều đó đã chứng minh sự cứng rắn của họ trước các siêu cường, thật tuyệt vời. Lời chào gửi đến Việt Nam thẳng thắn, dũng cảm, không lòng vòng. Việt Nam có kinh nghiệm đối đầu vững chắc. Trên thực tế, anh ta đã có thể giành lại Nam Việt Nam. Một nhà lãnh đạo giữ vững chủ quyền của đất nước mình, Việt Nam vững bền. Trăm trận thắng thua, quan trọng là bảo vệ Tổ quốc, đó mới là lòng yêu nước chân chính của quân đội Việt Nam. Việt Nam là một đất nước có lòng tự trọng cao. Việt Nam và Trung Quốc tham chiến vào những năm 1970, vì vậy Việt Nam rất dũng cảm. Đó là vì Việt Nam biết chắc cái gì gọi là chủ quyền quốc gia, chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền kinh tế. Họ không muốn lãnh thổ của họ bị chà đạp bởi công nhân Trung Quốc và họ không muốn nền kinh tế của họ bị người Trung Quốc can thiệp. Trong tất cả các nước ASEAN, tôi thừa nhận rằng Việt Nam là mạnh nhất. Họ bị đô hộ bởi ba nước bắt đầu từ Trung Quốc, Pháp và Mỹ. Nếu nhìn sang bọn thực dân thì cũng chẳng ai chơi nổi, vì đây là nước lớn. Ngay cả Mỹ cũng từng chịu thất bại vì đã được lịch sử ghi nhận là một trận thất bại lớn nhất trong lịch sử. Hơn nữa, dù đã bị đánh tơi tả thì họ vẫn có thể đẩy lùi Trung Quốc. Họ cũng thành công trong việc trục xuất người Hoa trên đất nước của họ và họ sẵn sàng đánh ngoại bang nếu dám gây rối cho đất nước của họ. Cho dù có sẵn sàng hay không chuẩn bị trước, đất nước này không phải là chiếc lon thiếc dễ dàng bị chà đạp. Việt Nam là một đất nước quan tâm đến chủ quyền và niềm tự hào của mình. Đó là một đất nước do họ Nguyễn lãnh đạo. Indonesia có sở thích là giả vờ là một nước lớn, nhưng lại phục tùng và không kiên quyết với bọn mắt hí. Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng đáng sợ trong mắt thế giới. Mỹ đã cảm nhận qua, Việt Cộng đã kết liễu đội quân áo trắng như thế nào. Việt Nam ơi, các anh đúng là con hổ của châu Á. Còn người dân Indonesia chúng tôi cũng đâu có mù. Dù có loại vũ khí gì đi chăng nữa thì nó vẫn made in China, ủng hộ Việt Nam. Khi bạn đánh giá một quốc gia, người ta nhìn vào bối cảnh lịch sử của quốc gia đó. Việt Nam chưa bao giờ là một nước hèn, họ đã chiến thắng trong các cuộc chiến chống Mỹ. Lịch sử ảnh hưởng đến tính cách của người dân. Những người lính Việt Nam thực sự là những chiến binh. Việt Nam đã được rèn luyện qua thử thách, đã có chiến tranh với Mỹ và đã có chiến tranh với Trung Quốc. Họ đã chiến thắng trong cuộc chiến để bảo vệ lãnh thổ của mình. Đất nước Việt Nam, những người lãnh đạo yêu đất nước và nhân dân của họ chứ không phải là con rối của Trung Quốc. Quả thật, ở Đông Nam Á, Việt Nam là nhất và dũng cảm nhất. Có người nói nếu một ngày nào đó Việt Nam có thể bị Trung Quốc làm cho câm lặng thì Trung Quốc sẽ tự do hơn ở Biển Đông. Quân đội mạnh nhất Đông Nam Á là Việt Nam, Indonesia chỉ thắng trong tiếng hò reo. Vì Việt Nam là nước đánh trận, ngày xưa Mỹ còn thua chứ đừng nói đến Trung Quốc. Thật đáng tiếc là điều đó sẽ không thể thực hiện được ở Indonesia vì chính phủ của chúng tôi là nô lệ cho Trung Quốc. Việt Nam đã chứng minh điều đó trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam nên không có gì ngạc nhiên khi Việt Nam cũng không lùi bước trước Trung Quốc. Việt Nam là một đất nước vĩ đại, dũng cảm chống lại sự kiêu ngạo của Trung Quốc bởi vì nó không có nợ ân tình gì với Trung Quốc, vì đất nước này ở ASEAN là một trong những kẻ đáng gờm nhất, hãy vững vàng. Vì Việt Nam anh dũng và Việt Nam không nợ Trung Quốc, Việt Nam có niềm tự hào của họ. Trung Quốc, một quốc gia không tôn trọng luật pháp quốc tế, chỉ thừa nhận vùng biển của Việt Nam. Thật tuyệt vời khi Việt Nam đã áp dụng niềm tự hào của dân tộc mình. Hoan hô Việt Nam, các nước ASEAN không dám gây chiến với Trung Quốc. Đây mới đúng là Việt Nam, đất nước chưa từng bị chà đạp, lòng tự trọng ở Việt Nam tiên tiến. Đừng nói đến việc Indonesia giàu cỡ nào, đây mới là sự thật chân chính.
Mỹ đã bị đánh nát bét, thậm chí Trung Quốc cũng vậy. Điều rõ ràng là Việt Nam có kinh nghiệm chiến đấu với các nước lớn như Pháp và Mỹ, và dân tộc họ có một tinh thần thép và có khả năng chiến đấu trong bất kỳ thời gian nào. Như các bạn đã thấy, hầu như các bình luận đều cho rằng Việt Nam đã dũng cảm khi đối đầu với Trung Quốc và nhiều người Indonesia thấy xấu hổ khi Indonesia đã bị mắc bẫy nợ của Trung Quốc. Hy vọng rằng Việt Nam chúng ta luôn tỉnh táo và đi đúng hướng trên con đường phát triển đất nước cũng như chính trị ngày càng phức tạp hơn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn thấy như thế nào về video trên? Hãy comment quan điểm của bạn nhé! Và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.